Trần Nhật Phong mến chào tất cả các khán giả ở khắp nơi trong chương trình tin tổng hợp buổi sáng, và bây giờ là 6 giờ 30 giờ của California, tức là 8 giờ 30 giờ của Houston, Texas. Hôm nay là ngày thứ ba, ngày 22 tây tháng 12 năm 2021. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, chúng ta vẫn sẽ đi vào phần tin tức trước rồi mới bước qua phần đọc comment và thảo luận sau. Đầu tiên hết là tin từ vùng Vịnh Ba Tư. Iran đã cho bắn thử hỏa tiễn đạn đạo của họ trong cuộc tập trận mới nhất tại vùng Vịnh, theo tường trình của đài truyền hình ở địa phương cho biết. Và giữa lúc căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Do Thái có thể dẫn tới một cuộc xung đột, và trong đó Do Thái có thể có khả năng tấn công vào các mục tiêu nguyên tử của Iran và sử dụng tất cả những hỏa tiễn đạn đạo bởi lực lượng cách mạng Hồi giáo Iran. Đó là một trong những cái concept mới, và họ sẽ nhắm vào những mục tiêu được xem là 100% tư lệnh của lực lượng cách mạng Hồi giáo của Iran, là tư lệnh có tên là Hossein Salami, đã nói với các đài truyền hình ở địa phương. Iran cho biết là hỏa tiễn đạn đạo của họ có tầm bắn là 2.000 km, tức là 1.200 m, 1.200 dặm, và có thể nhắm vào các mục tiêu của Hoa Kỳ và Do Thái ở khu vực. Vào ngày thứ hai, Iran cảnh cáo rằng sẽ có bất kỳ một hành động nào mà tấn công từ phía Do Thái thì sẽ mở ra một cái cuộc chiến mới, giữa lúc mà các quốc gia quyền lực ở trên thế giới đang tìm cách thúc đẩy Tehran quay trở lại cái hiệp ước của nguyên tử năm 2015, mà trong đó là đe dọa là sẽ có những hành động quân sự nếu như tất cả những giải pháp ngoại giao đều bị thất bại. Phía Do Thái cho biết rằng là họ có thể giành quyền để tự vệ nếu như mà cái thỏa ước này bị thất bại, và có khả năng Iran sẽ tự chế tạo một trái bom nguyên tử. Đây được xem là một trong những cái tin được xem là biến động mới nhất ở tại khu vực này. Và Iran cho biết họ đã bắn thử thành công hỏa tiễn đạn đạo và 100% bắn trúng mục tiêu. Điều này có nghĩa là họ sẽ nhắm vào các vị trí quân sự của Hoa Kỳ ở tại khu vực vùng Vịnh. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của khu vực Trung Đông. Trong cái đó, bước qua tình hình của Nga và Âu Châu, ông Tổng thống Putin cảnh cáo NATO là sẽ có những cái phản ứng về quân sự giữa lúc mà Hoa Kỳ đang tiếp tục tìm kiếm sự đối thoại với lại Nga. Tổng thống của Nga trong ngày thứ ba đã tái nhắc lại lời đòi hỏi của ông ta là phải bảo đảm Hoa Kỳ và các đồng minh không gia tăng cái thành viên của họ qua biên giới phía đông trung và phía đông của Âu Châu, và quy trách nhiệm cho giới Tây phương là những người mà và những kẻ đã gây ra cái tình trạng căng thẳng ở khu vực Âu Châu. Ông Vladimir Putin trong cuộc nói chuyện sau khi gặp gỡ với các giới chức quân sự hàng đầu của Nga vài ngày sau khi Moscow cho biết là họ đã đưa ra một cái bản đòi hỏi khá nhiều đối với là liên minh NATO, trong đó là yêu cầu NATO không nên kết nạp Ukraine và những quốc gia cựu liên bang Xô Viết vào liên minh NATO, trong đó là phát triển qua phía Trung và của Đông Âu. Lời đòi hỏi này đã bị bác bỏ bởi phía Hoa Kỳ và phía liên minh NATO, trong đó Nga nói rằng họ không có ý định là tấn công Ukraine. Tuy nhiên, họ đòi hỏi có một cái bảo đảm pháp lý là NATO sẽ không phát triển cái thành viên của họ và vũ khí ở khu vực gần biên giới của họ. Ông Putin lên tiếng trong ngày thứ ba cho biết nếu Hoa Kỳ và NATO mà đặt cái hệ thống hỏa tiễn ở tại khu vực này thì có thể sẽ chỉ vài vài phút là bắn tới nước Nga. Do đó, ông nói rằng đây là một cái thách thức nghiêm trọng và thách thức tới an ninh của chúng tôi. Về lâu dài thì chúng tôi cần một cái sự bảo đảm về pháp lý từ phía Tây phương nếu như họ tiếp tục tiến trình này. Moscow sẽ không lùi lại. Đó là lời khẳng định của ông Vladimir Putin. Trong khi đó thì ông Ngoại trưởng của Hoa Kỳ là Antony Blinken nói rằng Washington đang làm việc với các đồng minh của Âu Châu, trong đó gọi là cái sự bức hại của Nga, và đặc biệt và trên lĩnh vực ngoại giao. Và ông Joe Biden đã phản đối việc có những cái bảo đảm mà từ phía ông Putin mong muốn. Điều này cho thấy rằng là biên giới của Ukraine đang dần dần nóng lên, và phía của Nga tuyên bố họ sẽ không giảm đi lực lượng quân sự của họ tại Ukraine cho tới khi nào nhận được sự bảo đảm của Liên minh NATO. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của khu vực Âu Châu. Và cũng liên quan tới tình hình của khu vực Âu Châu, Hoa Kỳ đã chấp thuận bán loại và hỏa tiễn có tên là và Javelin. Đây là một cái hỏa tiễn vác trên vai cho phía của Lithuania giữa lúc mà Nga đang có những sự căng thẳng ở khu vực biên giới với Ukraine. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ loan báo rằng họ đã chấp thuận một cái tiềm năng bán loại
hỏa tiễn chống tăng Chelyabinsk cho phía của Lithuania, một cái thỏa thuận trị giá lên tới 125 triệu Mỹ kim. Ngũ giác đài đã thông báo vào ngày hôm nay thứ ba. Việc bán vũ khí này diễn ra giữa lúc đang có căng thẳng ở khu vực phía Đông Âu, mà Nga đang có hàng loạt các binh sĩ của họ trú đóng sát biên giới của Ukraine. Vào tháng 10 thì ông Biden và chính quyền của ông ta đã gửi cái loại hỏa tiễn vác vai và chống tăng này tới cho Ukraine. Tòa đại sứ của Hoa Kỳ ở Kiev đã xác nhận trên Twitter, và tổng cộng cái số hỏa tiễn chống tăng này bao gồm 341 cái loại hỏa tiễn có tên gọi là FGM-148F, và được xem là có luôn cả khoảng 30 cái ống phóng, trong đó thì bao gồm tất cả những cái hỗ trợ cần thiết. Và phía Ngũ Giác Đài cho biết rằng đây là sự hợp tác giữa Hoa Kỳ và các quốc gia ở Trung và Đông Âu. Điều này cho thấy rằng là phía biên giới của Ukraine đang nóng bỏng, và Lithuania cũng đang tăng cường cái mạng lưới quân sự cho biên giới của họ. Lithuania là một quốc gia có đường biên giới rất nhỏ với Nga, và đồng thời là một quốc gia nằm trong vùng biển Baltic, và trong đó họ e ngại rằng các cái biến động ở Belarus và ở Ukraine có thể lây lan qua Lithuania. Phía Ngũ Giác Đài cho biết là việc sản xuất này sẽ do hai công ty là Lockheed Martin và Raytheon Technology, là hai công ty sẽ cung cấp cái loại hỏa tiễn chống tăng này cho Lithuania. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và trở lại phần tin Hoa Kỳ, đầu tiên hết là cuộc thăm dò của đài truyền hình cánh tả CNN. Nền kinh tế của Joe Biden còn tệ hơn nền kinh tế dưới thời của Jimmy Carter. Trong một cuộc thăm dò mới nhất của đài truyền hình cánh tả CNN cho thấy rằng là nền kinh tế dưới chính quyền của ông Joe Biden có cái mức rating còn thấp hơn cả ông cựu tổng thống Jimmy Carter trước đây. Nền kinh tế của ông Jimmy Carter thời điểm đó là có cái mức là 8% từ đầu năm tháng Giêng năm 1978 theo bản thăm dò của đài truyền hình CBS và tờ báo New York Times, và được xem là thấp nhất. Trong khi đó thì nền kinh tế dưới thời của ông Joe Biden là -13%. Đó là con số được xem là tệ hơn cả Jimmy Carter. Tình trạng kinh tế, tình trạng lạm phát và những vấn đề của quốc gia đã làm nổi bật lên cái cuộc thăm dò từ tháng 10 năm 1977 theo sự thăm dò của Viện Gallup. Và trong đó thì ông tổng thống này chỉ có được cộng trừ 5.5% cho cái tình trạng kinh tế của ông ta trong cái năm đầu tiên theo tường trình của đài CNN. Và trong đó tình trạng lạm phát dường như là một cái vấn đề lớn với chính quyền của Joe Biden. Chỉ có 28% người dân của Hoa Kỳ chấp nhận ông ta trong vai trò gọi là tổng thống đối phó với lạm phát, theo cái cuộc báo cáo gần đây nhất của đài truyền hình ABC. Trong đó thì 22% thì theo đài truyền hình Fox là chính quyền của ông ta đã không có là nỗ lực trong cái vấn đề mà chống lại lạm phát. Trong khi đó 47% cho biết rằng họ đã bị tổn thương rất nặng nề dưới nền kinh tế của Joe Biden. Đây được xem là cuộc thăm dò mới nhất của đài truyền hình CNN, và trong đó nói rằng ông Jimmy Carter bị -8% trong việc mà giải quyết cái nền kinh tế bị lạm phát năm 1979. Trong khi đó thì ông Joe Biden lại bị -13% trong việc giải quyết cái nền kinh tế và lạm phát của năm 2021. Đó là bản thăm dò mới nhất của đài truyền hình CNN đã đưa ra. Cùng một lượt thì Joe Biden cho biết là sẽ có một cuộc gặp họp ở tại Tòa Bạch Ốc trong vấn đề của các cái nguồn nguyên liệu cung cấp bị thiếu hụt. Ông Joe Biden sẽ có một cái cuộc họp vào ngày thứ tư với lại các viên chức và các công ty tư nhân, bao gồm luôn cả công ty FedEx, để thảo luận về tình trạng mà không đủ nguồn cung cấp cho cái thị trường của Hoa Kỳ. Ông Biden đã tạo ra một cái lực lượng task force, tức là một lực lượng đặc nhiệm từ hồi tháng 6. Trong đó thì Tòa Bạch Ốc nói rằng sẽ thúc đẩy cái việc mà có đầy đủ tất cả những cái nguồn hàng sau cơn đại dịch. Tuy nhiên vào tháng trước thì Tổng giám đốc của công ty Walmart là Don McMullen nói rằng là quyết định để gia tăng cái giờ làm việc ở các bến cảng đã không đủ, và nó không có đem lại được cái nguồn nguyên liệu đầy đủ cho Hoa Kỳ và ảnh hưởng rất nhiều kỹ nghệ tại Hoa Kỳ. Trong khi đó thì bản báo cáo của hãng thông tấn Reuters cho biết là các cái công ty mà sản xuất về kẹo và các công ty sản xuất về ngành bán lẻ, bao gồm luôn cả các nông dân, đã chỉ trích cho rằng là tình trạng mà giá cả tăng cao, thiếu hụt tất cả cái nguồn lao động và cái hệ thống vận chuyển cũng như là các cái kho chứa hàng đã không đủ để cung cấp cho cái mùa lễ của năm nay, và gần như tất cả các khu shopping đều đã thiếu hụt rất nhiều những hàng hóa. Điều này khiến cho dân chúng Hoa Kỳ đã tỏ ra bất mãn trong việc mà cái mùa lễ cuối năm
được xem là mùa lễ quan trọng nhất của dân chúng Hoa Kỳ, đã không đủ nguồn hàng. Ông Biden trong khi đó thì ông ta vẫn cho rằng lạm phát sẽ được giải quyết trong giữa năm tới, giữa lúc mà bản báo cáo cho biết tình trạng lạm phát của Hoa Kỳ đã lên cao nhất trong vòng 31 năm qua. Và trong đó thì ông ta vẫn chưa có một chiến lược nào cho thấy là sẽ giảm đi tình trạng lạm phát. Và cuộc gặp gỡ vào ngày thứ Tư bao gồm luôn các bộ trưởng của ngành nông nghiệp, thương mại, bộ lao động, bộ giao thông vận tải cùng một lượt với lại người đứng đầu của Hội đồng về Kinh tế Quốc gia là Brian Deese và đặc sứ về phụ trách về bến cảng và phi trường là John Pockery. Tất cả đều sẽ gặp gỡ với ông Joe Biden vào ngày mai, trong đó bao gồm một số những tổng giám đốc của những công ty tư nhân, bao gồm có cái hệ thống vận chuyển FedEx cũng như là các cái chủ nhân của các cái công ty bán lẻ của Hoa Kỳ, bao gồm là Gap Incorporation hay là Yellow Corp và American Association Port Authorization, tức là cái hệ thống quản trị các bến cảng và phi trường của Hoa Kỳ. Và ông Joe Biden cho biết ông ta đang điều tra về cái giá cả mắc mỏ của ngành vận chuyển và có khả năng mà ông ta chỉ ra và đổ thừa cho là tình trạng gọi là giá dầu tăng cao một cách bất hợp pháp. Phía tòa bạch ốc cho biết thì giá dầu đã giảm đi 12 cent ở mức là 3 đồng 30 cent trên toàn quốc so với tháng trước. Tuy nhiên thì con số thật sự thì nó chỉ giảm có 6 cent mà thôi. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, một bản báo cáo được đưa ra cho thấy là các tên trộm đã đánh cắp khoảng 100 tỷ Mỹ Kim trong tất cả những cái ngân quỹ dành cho cứu trợ đại dịch. Gần 100 tỷ Mỹ Kim đã bị đánh cắp từ các cái chương trình cứu trợ đại dịch để hỗ trợ cho tất cả những cơ sở thương mại và những người dân đã bị mất việc làm trong đại dịch. Đó là bản báo cáo mới nhất của cơ quan mật vụ đưa ra. Ước lượng đã căn cứ trên cái trường hợp, những trường hợp điều tra và các dữ liệu của cơ quan mật vụ dựa trên các cái bản dữ liệu của Bộ Lao động và cái cơ quan dành cho hỗ trợ cho ngành tiểu thương, tức là cái SBA hay còn gọi là Small Business Administration. Và ông Roy Donston là người đứng đầu của cái cơ quan này cho biết rằng là đã có những cái tình trạng lừa gạt và đánh cắp những cái số tiền từ cái ngân quỹ cứu trợ cho đại dịch. Khoảng 3% của tổng cộng là 3.400 tỷ Mỹ Kim đã được chi ra, là con số mà được biết là đã bị đánh cắp bởi những tổ chức hoạt động tội phạm và sử dụng tất cả những cái lắt léo của luật lệ để mà đánh cắp những số tiền này một cách hợp pháp. Và theo Bộ Lao động cho biết là có khoảng 87 tỷ Mỹ Kim ở trong cái chương trình dành cho những người thất nghiệp đã được chi ra, và trong đó có dấu hiệu là cũng có một số những cái trò lừa gạt về tiền thất nghiệp. Trong khi đó thì cơ quan mật vụ cho biết họ tịch thu trên 1.2 tỷ Mỹ Kim điều tra về các cái tình trạng mà bảo hiểm của nạn thất nghiệp và các cái món cho vay được bị lừa gạt, và đã quay thu hồi lại khoảng 2.3 tỷ Mỹ Kim trong tất cả các cái ngân quỹ đã bị lừa gạt trong cái ngân sách cứu trợ đại dịch. Và phía Bộ Tư pháp tuần trước cho biết rằng là các cái cuộc lừa gạt này là đã tổng cộng có 150 bị cáo của 95 trường hợp tội phạm đã chiếm giữ khoảng 75 triệu Mỹ Kim tiền mặt ở trong cái ngân sách gọi là PPP, tức là Paycheck Protection Program. Bên cạnh đó thì cũng có một loạt những cái dự án liên quan tới địa ốc và những cái việc mà mua những món hàng sang trọng từ cái ngân sách mà cứu trợ đại dịch của chính phủ. Đây là bản báo cáo mới nhất của phía chính quyền liên bang cho thấy là tình trạng đại dịch đã có những cái hành động lừa gạt cái ngân quỹ của chính phủ. Trong khi đó thì đảng Dân Chủ đã dẫn đầu trước đảng Cộng Hòa về việc mà về hưu ở tại Quốc hội Hoa Kỳ. Tổng cộng có khoảng ít nhất là 41 cái vị trí trong Hạ viện của Hoa Kỳ sẽ không tìm kiếm tái tranh cử trong cái cuộc bầu cử của giữa mùa năm 2022. Và trong đó 24 người là thuộc đảng Dân Chủ, số còn lại là thuộc đảng Cộng Hòa. Và cho thấy rằng là con số này đã cao hơn năm 2018. Và trong đó, xin lỗi quý vị, là tương đương với năm 2018. Lúc đó thì có 55 nhà lập pháp đã về hưu và 37 người là thuộc đảng Cộng Hòa. Và cuộc bầu cử giữa mùa dường như là đang có một cái sự chạy đua rất là gay gắt, và phía đảng Dân Chủ đang đánh lô tô bởi vì họ có rất nhiều những người trong đảng Dân Chủ đã quyết định về hưu và không tiếp tục ra tranh cử. Và việc này cho thấy rằng là một trong những nhân vật mà được xem là đã tuyên bố về hưu là tôi đã hoàn tất cái nhiệm vụ của tôi tại Quốc hội và đó là vinh dự nhất trong cuộc đời của tôi. Đó là lời phát biểu của một trong những dân biểu chuẩn bị về hưu là Lucy Rosebowl Ala thuộc đảng Dân Chủ tại California.
và sau khi mà ông đã đưa ra cái tweet và tuyên bố sẽ về hưu, nhiều năm phục vụ trước công chúng, tôi đã làm đầy đủ tất cả những trách nhiệm của mình, và tới lúc mà tôi lui về và về hưu và nghỉ ngơi sau 30 năm làm việc tại Hạ viện, và gần như tôi cần đã không có đầy đủ thời gian cho gia đình của tôi, một dân biểu khác lên tiếng cho biết. Và điều này tôi cần thấy rằng là tôi không có cái nhu cầu phải ra tranh cử vào năm 2022. Hai thành viên khác của đảng Dân Chủ gồm có Apio Sire của đảng Dân Chủ tại New Jersey và bà Stephanie Murphy của đảng Dân Chủ tại Florida cũng báo cáo là họ sẽ về hưu. Trong đó thì tổng cộng có 24 thành viên của đảng Dân Chủ tại Hạ viện tuyên bố là sẽ về hưu, và trong đó bao gồm luôn cả một trong những nhân vật được nổi tiếng của tại California là ông Devin Nunes của đảng Cộng Hòa tại California. Ông loan báo sẽ về hưu và sẽ lãnh trách nhiệm là giám đốc điều hành của Trump Media and Technology Group, một cái trang mạng xã hội mà cựu Tổng thống Trump đang chuẩn bị cho ra mắt với công chúng. Bên cạnh đó, tại Thượng viện thì đảng Cộng Hòa và 5 thành viên của đảng Cộng Hòa và một thành viên của đảng Dân Chủ cũng sẽ tuyên bố về hưu, và điều này sẽ dẫn đến một cái cuộc tranh đấu gay gắt trong cái mùa bầu cử vào tháng 11 năm 2022. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và đặc biệt liên quan tới tình hình của Trung Quốc ngày hôm nay, đầu tiên hết là cựu đại sứ của Hoa Kỳ là Sam Brownback cho biết là thế giới cần phải có một cuộc chiến tranh lạnh để chống lại và kèm tỏa sự bành trướng của Cộng sản Trung Quốc. Thế giới cần một cuộc chiến tranh lạnh mới để chống lại đảng Cộng sản Trung Quốc. Đó là lời khẳng định của một trong những vị cựu đại sứ Hoa Kỳ đặc trách về tự do tôn giáo quốc tế, đó là ông Sam Brownback đã lên tiếng cho biết như trên. Một điều mà chúng ta có thể thấy được là chúng ta cần phải có những cái hành động cứng cáp hơn để đối phó với Cộng sản Trung Quốc. Ông đã lên tiếng trả lời báo chí trong ngày hôm qua, và chúng ta cần phải đối đầu với họ một cách trực tiếp, tương tự như chúng ta đã từng đối đầu với cựu Liên bang Xô Viết trong nhiều thập niên. Và chúng ta phải có một cái cuộc chiến tranh lạnh, chúng ta phải có một cái vị trí gần như là tuyệt đối để có thể đối đầu và ngăn chặn cái làn sóng đỏ, giống như trong quá khứ chúng ta đã ngăn chặn cái Liên bang Xô Viết. Ông Brownback đã đưa ra lời phát biểu này, ông nói rằng ông rất yêu thích người dân Trung Quốc, tuy nhiên căn cứ trên cái và ông đã từng có một đứa con gái nhận nuôi từ Trung Quốc, tuy nhiên ông chỉ trích chế độ Cộng sản Trung Quốc trong vấn đề nhân quyền ở tại Hồng Kông, người Duy Ngô Nhĩ ở tại Tân Cương, cũng như vấn đề mà bức hại tới Đài Loan. Chính quyền của cựu Tổng thống Trump trước đây xem đảng Cộng sản Trung Quốc là một trong những cái mối đe dọa, và trong đó đã lên án gay gắt về việc Trung Quốc đã giam giữ trên 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương. Và sau đó chính quyền của ông Joe Biden xem hành động này là một hành động diệt chủng và một tội ác chống con người. Và trong bản báo cáo mới nhất thì đảng Cộng sản Trung Quốc đã sử dụng tất cả những cái những người bị giam giữ trong nhà tù và những người bị bức hại trong nhà tù để lấy nội tạng và cung cấp cho thị trường nội tạng của họ. Chính quyền của Joe Biden đã loan báo vào ngày 6 tháng 12 tẩy chay về ngoại giao đối với là giải Olympic mùa đông diễn ra tại Bắc Kinh trong vấn đề nhân quyền tại Tân Cương. Và ông Brownback cho biết là vấn đề tẩy chay ngoại giao vẫn chưa đủ. Tôi không nghĩ rằng nó đủ và chúng ta cần những cái bước cụ thể hơn. Và tôi hy vọng rằng chính quyền của ông Joe Biden sẽ làm điều này. Đây là một sự to lớn và sự thành công của dù là của đảng Dân Chủ hay đảng Cộng Hòa. Chính quyền nào thì cái chính sách cần phải rõ ràng hơn. Ông Brownback đã lên tiếng cho biết như trên. Và những gì mà chúng ta thấy được là đảng Dân Chủ đang thực hiện thì nó có vẻ như mềm dẻo hơn và không đủ lực để mà kềm chế Trung Quốc. Và chúng ta vẫn cần một cái suy nghĩ và cái sự phân rõ trắng đen giống như thời chiến tranh lạnh trước đây thì mới có thể kềm chế được đảng Cộng sản Trung Quốc. Đây được xem là lời phát biểu của vị cựu đại sứ Hoa Kỳ đặc trách về quyền tự do tôn giáo quốc tế trong Bộ Ngoại giao trước đây. Và ông nói rằng quốc tế cần phải có những hành động cụ thể hơn để mà đối phó với Cộng sản Trung Quốc, sự bành trướng và sự bức hại về nhân quyền của Cộng sản Trung Quốc. Cùng một lượt, chúng ta phải liên kết tất cả các đối tác và các đồng minh để có thể ngăn chặn cái sự bành trướng đầy nguy hiểm của đảng Cộng sản Trung Quốc. Đó là một trong những lời phát biểu mạnh mẽ của vị cựu đại sứ Hoa Kỳ đặc trách về tôn giáo. Trong khi đó thì một cựu đề đốc hải quân của Hoa Kỳ lên tiếng và khẳng định trong một bản statement mới nhất cho biết đảng Cộng sản Trung Quốc có thể tấn công Đài Loan trong vòng 6 năm. Đó là một trong những cái lời nhận định mới nhất trong một cuộc phỏng vấn mới nhất với lại hãng thông tấn Kyodo vào ngày thứ Hai 20 tháng 12. Thì ông Philip Davidson,
một đề đốc 4 sao của Hoa Kỳ và là cựu chỉ huy của cái chiến dịch Indo-Pacific của Hoa Kỳ đã lên tiếng và lo ngại rằng Trung Quốc có thể sẽ đánh chiếm Đài Loan, và việc này diễn ra chỉ trong vòng 6 năm. Trong tháng 3 thì ông Davidson cho biết Trung Quốc đã có một cái chiến lược lớn đe dọa tới Hoa Kỳ và các nỗ lực của Hoa Kỳ, đặc biệt là muốn thay thế Hoa Kỳ trong vấn đề gọi là lãnh đạo thế giới. Và ông chỉ ra cho thấy Bắc Kinh có thể tấn công Đài Loan trong vòng 6 năm. Đó là lời phát biểu của ông với đài hãng thông tấn Kyodo. Và việc này diễn ra sau khi mà ông đã rời khỏi cái vị trí chỉ huy trưởng của chiến lược Indo-Pacific, vốn là một tướng 4 sao của Hoa Kỳ. Ông Davidson nói với hãng thông tấn Kyodo là khi mà ông nói rằng Trung Quốc sẽ sử dụng tấn công Đài Loan trong vòng 6 năm, đây không phải là cái một cái lời tuyên đáng được xem là vô tội vạ, mà nó dựa trên tất cả những cái thông tin mà ông có được, bao gồm luôn việc mà Dương Vận Hàm đổ bộ của Cộng sản Trung Quốc có thể đổ bộ lên đảo quốc Đài Loan, và trong đó PLA có thể sử dụng tất cả những cái bomber, tức là những cái oanh tạc cơ để tấn công và vây chặt cái lãnh thổ này. Tôi tin rằng trong vòng 6 năm thì chúng ta phải có một sự lo ngại rất lớn đối với Đài Loan, phía Hoa Kỳ, Nhật Bản và các quốc gia vùng Đông Á. Và tôi tin rằng điều này xảy ra. Ông nói rằng phía của PLA đã có những cái huấn luyện và có những cái dự tính về chiến tranh trong tất cả các kịch bản ở liên quan tới cái eo biển Đài Loan. Và từ cái lời khẳng định này, ông nói rằng chậm nhất là trong vòng 6 năm, tức là từ đây cho tới năm 2027, thì chắc chắn cuộc chiến này sẽ không tránh khỏi và Bắc Kinh chắc chắn sẽ tìm đủ mọi cách để thống nhất Đài Loan bằng vũ lực. Đó là lời khẳng định của vị đề đốc hải quân và là một tướng 4 sao từng là cựu chỉ huy của cái chiến lược Indo-Pacific của Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của khu vực eo biển Đài Loan. Và liên quan tới tình hình gián điệp của Trung Quốc, lại có thêm một cựu binh sĩ hải quân của Hoa Kỳ đã bị kết án 30 tháng tù vì xuất cảng những cái dụng cụ quân sự cho Trung Quốc. Một cựu binh sĩ hải quân của Hoa Kỳ đã bị kết án lên tới 30 tháng tù về việc mà bà này cùng với lại chồng của bà ta đã xuất cảng các cái kỹ thuật và các cái thiết bị quân sự được xem là đầy nhạy cảm cho phía của Trung Quốc để có lợi nhuận. Theo tường trình của Bộ Tư pháp đã loan báo vào ngày hôm qua 21 tây, người này có tên là Yishan Ivy Won, 37 tuổi, vốn là một công dân của Hoa Kỳ mà đến từ Trung Quốc và cũng là một chuyên gia về cái ngành vận chuyển, đặc cách về cái vận chuyển của Bộ Chỉ huy Hải quân của Hoa Kỳ từ năm 2015 cho tới năm 2019. Và bà ta đã sử dụng cái vị thế này để bắt đầu mua một số những cái thiết bị quân sự và sau đó chuyển bán qua cho Trung Quốc, theo báo cáo của phía Bộ Tư pháp cho biết. Và ở cái vị trí này, tức là bà ta đặc trách về vấn đề vận chuyển của hải quân, bà ta đã sử dụng cái vị trí này, và chồng của bà ta có tên là Sao Hua Eric Wan, 38 tuổi, cũng là một công dân Hoa Kỳ nhưng lại là một người đến từ Trung Quốc, đã sử dụng và tìm cách mua rất nhiều những cái thiết bị quân sự khá quan trọng và những thiết bị quân sự được xem là đầy nhạy cảm. Và ông ta đã thường xuyên bay tới Trung Quốc và có những cái tay mua tại Trung Quốc, và trong đó thì đã đặt một cái tòa nhà kho để chứa những cái thiết bị quân sự này tại Trung Quốc. Và trong tháng 3 năm 2018, bà này đã sử dụng cái email của cái vị trí quân sự của bà để gửi ra một cái email, và trong đó bà ta đã sử dụng để mà bắt đầu trao đổi buôn bán tất cả những cái thiết bị này cho phía của Trung Quốc. Và đây được xem là một trong những nhân vật mới nhất trong lực lượng quân sự của Hoa Kỳ đã cố tình lấy những thiết bị này bán cho Trung Quốc. Bà này vốn là một binh sĩ của Hoa Kỳ trở về từ Iraq từ tháng 10 năm 2018, và bà ta đã chính thức thú nhận với tất cả các nhân viên công lực, bà ta và chồng của bà ta đã gửi rất nhiều những cái khí tài và những cái thiết bị quân sự qua Trung Quốc một cách bất hợp pháp. Nay thì bà ta đã bị kết án 30 tháng tù cho các cái tội bán những cái thiết bị này cho phía Trung Quốc. Trong khi đó thì phía Đài Loan đang chờ đợi phía Hoa Kỳ chấp thuận cho việc bán cho Đài Loan những cái tròn tân tiến nhất của Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao Đài Loan ngày thứ Tư cho biết rằng là họ đang chờ đợi một lá thư chấp thuận từ phía của Hoa Kỳ để bán cho họ loại tròn có tên gọi là MQ-9B, loại tròn giám sát trên mặt biển và có khả năng sử dụng hỏa tiễn tấn công. Sau khi mà phía Đài Loan đã đề nghị mua 4 cái tròn này, 4 cái tròn này là được sản xuất bởi công ty có tên là General Atomics Aerospace System, và trong đó thì
tất cả các cái hệ thống giám sát và cái cho này trị giá khoảng 600 triệu Mỹ kim và đã được chấp thuận bởi chính quyền của Joe Biden từ tháng 11. Và hiện nay Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ vẫn chưa có một lá thư chính thức để đáp trả cái Bộ Quốc phòng của Đài Loan trong việc mà Đài Loan mua 4 chiếc drone này có khả năng giám sát trên mặt biển, điều khiển từ xa, đồng thời có thể có khả năng tấn công bằng những cái hỏa tiễn lắp đặt sẵn trên cái drone. Đây được xem là một vụ mua bán mới nhất và Đài Loan có thể sử dụng hệ thống drone này để giám sát tất cả các mặt biển, đề phòng cái sự tấn công đặc biệt từ phía Trung Quốc, và drone này cũng có khả năng tấn công các mục tiêu ở dưới mặt biển khi mà nó phát hiện được mục tiêu và cần phải tấn công. Đây được xem là một trong những cái drone mới nhất trong cái kỹ thuật drone của Hoa Kỳ. Và tháng 11 thì chính quyền của Joe Biden đã đồng ý là sẽ bán những cái drone này cho phía Đài Loan, tổng cộng 4 cái drone, và 4 chiếc drone này trị giá là 600 triệu Mỹ kim. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và của Đài Loan ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình Trung Quốc ngày hôm nay, Cộng sản Trung Quốc lại bước thêm một bước nữa dập tắt các hoạt động tự do tôn giáo tại Trung Quốc. Trong đó thì chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ngăn cấm tất cả các nhà truyền giáo ngoại quốc truyền giáo vào Trung Quốc qua hình thức online. Tất cả những tổ chức tôn giáo ngoại quốc và những cá nhân đều sẽ bị ngăn cấm, không được phép phát tán hay là lan rộng những cái nội dung liên quan tới tôn giáo ở trên online, tức là trên internet tại Trung Quốc, trong một cái luật mới mà Trung Quốc đã công bố vào ngày thứ hai. Trong đó Bắc Kinh đã nói rằng là để bảo đảm cho an toàn và an ninh quốc gia, và không một cá nhân hay một tổ chức nào được phép sử dụng tất cả những cái thông tin trên mạng online để truyền bá và truyền đạo vào Trung Quốc, trong đó bao gồm có text, tức là chữ, hình chụp và kể cả hình video. Có nghĩa là các linh mục hay là các nhà truyền giáo không được phép livestream hay là không được phép trực tiếp nói chuyện với giáo đồ của họ hay là những tín đồ của họ trong việc mà sử dụng cái online. Đây là một trong những cái quy tắc mới nhất mà Cộng sản Trung Quốc dùng để siết chặt tự do tôn giáo và nhân danh là an ninh quốc gia. Và đạo luật này đã chính thức được công bố vào ngày hôm qua, được đưa ra bởi Ban Tuyên giáo Trung ương của Cộng sản Trung Quốc, tức là cái nơi kiểm soát tất cả các cái tôn giáo tại Trung Quốc. Và trong đó họ nói rằng việc truyền giáo qua online, tức là qua mạng internet, sẽ là bất hợp pháp tại Trung Quốc và cần phải có một cái giấy phép của Ban Tuyên giáo Trung ương. Và trong ngày thứ ba, chính quyền Bắc Kinh đã loan báo thêm một số những cái lệnh cấm vận nhắm vào ít nhất là 4 thành viên trong Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ, để trả đũa Hoa Kỳ đã cấm vận các cái giới chức tại Tân Cương trong việc mà họ bức hại nhân quyền tại Tân Cương. Đây được xem là một trong những cái thông báo mới nhất của phía Trung Quốc cho thấy Bắc Kinh đã bắt đầu siết chặt các cái quyền tự do tôn giáo của người dân tại Trung Quốc, và họ ngăn cấm luôn việc truyền bá và truyền giáo trên online, tức là không thể livestream từ ở nước ngoài vào trong Trung Quốc và bị xem đây là hành động bất hợp pháp. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Quốc. Và cuối cùng cũng liên quan tới Trung Quốc ngày hôm nay, mặc dù là Cộng sản Trung Quốc đang có những cái chiến dịch dập tắt tiền điện tử tại Trung Quốc, nhưng họ lại mở cửa cho tờ báo Tân Hoa Xã, một cơ quan tuyên truyền của Cộng sản Việt Nam, bắt đầu ra một cái sản phẩm mới liên quan tới một kỹ thuật mới của blockchain gọi tắt là NFT. Bản tin mới nhất cho biết rằng là Tân Hoa Xã, đảng một tờ báo tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã được phép của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc để đưa ra những cái sản phẩm có tên gọi là NFT, tức là đây tôi tạm dịch cái chữ này, nó từ cái chữ gọi là non-fungible tokens, tức là những cái viên token mà không có thể hoán đổi được theo cái mã số bằng điện tử. Và NFT vốn là một cái kho chứa tất cả những cái tài sản bằng điện tử, và những tài sản này thì không thể hoán đổi được, và nó chứa tất cả những dữ liệu ở trong đó rất là quan trọng, và nó và là một cái kỹ thuật mới dựa trên cái kỹ thuật của blockchain, và đang là một cái sản phẩm mới mới được chào hàng tại Hoa Kỳ. Nay thì Tân Hoa Xã, tức là cơ quan tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã chính thức có được những cái sản phẩm liên quan tới những cái tranh nghệ thuật hoặc là những cái sản phẩm nghệ thuật được vẽ lại bằng digital, tức là được vẽ lại bằng điện tử, và nó sẽ được lưu trữ ở trong cái kho chứa tất cả những cái token, tức là những cái viên token của Tân Hoa Xã. Đây được xem là một trong cái trường hợp cá biệt đã diễn ra giữa lúc mà Trung Quốc đang dập tắt tất cả các kỹ nghệ tiền điện tử tại Trung Quốc để kiểm soát tiền tệ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Quốc và của Hoa Kỳ cũng như của quốc tế ngày hôm nay.
Cảm ơn tất cả các khán giả rất nhiều cho bản tin này. Và bây giờ thì như thường lệ, chúng ta vẫn bước qua cái phần đọc comment và thảo luận. Tuy nhiên trước khi bước qua đọc comment và thảo luận thì Phong nhắc lại hai thông báo. Thứ nhất là cái channel mới của Phong đã có cái logo trên channel cũ. Nếu quý vị nào mà chưa có xem những cái tin tức hàng ngày của Phong thì bấm vào cái logo của channel mới, nó sẽ nhảy qua cái channel phụ. Trong đó có lại tất cả những cái bản tin hàng ngày của Phong, từ tin cập nhật, tin tổng hợp cho tới tin Hoa Kỳ và Việt Nam. Quý vị có thể vào đây xem lại tất cả các bản tin nếu như nó không lên được cái channel chính. Đó là thông báo thứ nhất. Và thông báo thứ hai, tất cả quý vị nào đã gọi điện thoại và đặt vé cho cái show huyền thoại thì vui lòng có mặt sớm từ 6 giờ chiều cho tới 7 giờ rưỡi là cái giờ mà chúng tôi đón khách tại Baby Club, nằm ngay đường Bull và đường Bel Air và nằm kế bên cái khu chợ Hồng Kông đó quý vị.